Tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại tờ trình số 149 ngày 21 tháng 11 năm 2018 về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến trách nhiệm các sai phạm xảy ra đối với dự án Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu. Ban Bí thư nhận thấy, trong thời gian giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Bùi Quang Vinh chịu trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu, thiếu trách nhiệm khi ký công văn số 721 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này. Sau khi có thông tin bất thường của dự án, đồng chí đã có văn bản đề nghị dừng dự án, nhưng lúc đó Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định phê duyệt và thực hiện dự án đồng chí bùi quang vinh đã nghiêm túc kiểm điểm nhận rõ sai phạm khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét xác định vi phạm khuyết điểm của đồng chí bùi quang vinh phải được áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng Căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, mức độ, hậu quả của các vi phạm và quá trình công tác đóng góp cho Đảng, nhà nước của đồng chí Bùi Quang Vinh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Quang Vinh bằng hình thức khiển trách.